Hôm nay Lâm xin giới thiệu với quý vị là cái chợ đó là chợ Vĩnh Thanh 2 hay còn gọi là chợ Mồ Bia của thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang. Đối diện là cảng Rạch Giá. Đó là bến tàu để đi Phú Quốc, Hòn Tre, Hòn Sơn đó quý vị. Còn kế bên đó là khu Tây Bắc đang được xây dựng nè quý vị. Sau đây mời quý vị cùng Lâm tham quan một vòng chợ nha quý vị. Có gì đâu mà khu vực ngoài là bán rau đó quý vị. Cô ơi, cái này mình bán được không? Cái này mình bán được không? Hello. Anh. Làm gì đó? Lâu rồi, mấy năm rồi. Dạ. Ơi mà dạo này bán ổn không bà? Bên bà chỗ bà. Ê quá hả bà? Rồi lô hàng tháng mình đóng bao nhiêu? Tháng hai lô này đóng 1 triệu. 1 triệu. Dạ. Hai lô này đáng đóng 1 triệu. Hai lô là được khoảng nhiêu mét vuông bà? Một mét vậy là thước hai. Thước tư hả bà? Ồ dạ. Ủa bà, mà bà bán mặt hàng là thường là bán đường xuyên luôn. À dạ. Cái này là bà lấy từ đâu bà ha? Ở trong tắc cậu. À dạ. Mấy con cá này. Cá người.
một con là khoảng nhiêu bà một ký đó? Ký mấy? Một ký mấy là ký nhiêu bà? Ký bà kia là 40, cái này thì 30, cái đó thì 30. À, tùy theo kích cỡ của con cá nữa bà. Dạ, cảm ơn bà hả? Cũng tùy ngày đó các bà. Dạ. Dạ, con đi luôn. Cô này chắc cũng bán lâu rồi. Thì con quay một cái nhá. Nó bán từ nhỏ tới lớn á. À dạ. Bà ơi, vậy là bà ở đây luôn ha, gạch giá luôn hả bà? Dạ. Ủa bà, vậy là cái chợ này trước đây là cái chợ tên dân giả là chợ Bầu Bia hả? Bầu Bia. Dạ. Ủa trước đó là cái chợ, vậy là cái chợ sáng với cái chợ của mình là chợ gì nữa mà? Đã có chợ Bầu Bia là Vĩnh Thanh á. À dạ dạ. Vĩnh Thanh. Chợ Vĩnh Thanh. Ủa bà, cái chợ này là có từ năm nào không bà? Này cũng 5-6 năm nay rồi cưng. À. Ở trên kia nó dời xuống. À, vậy là cái chợ gốc là nó nằm ở trên, ở trên đầu đường đó. À, đầu đường. Rồi, rồi giờ xuống đây thật không? Dạ. Rồi, tôi cảm ơn bà. Đây là khu vực bán các loại thủy sản tươi sống nha quý vị.
Còn ở bên tay phải là khu vực bán các loại thịt thịt heo đó quý vị. Đây là khu vực nhà lồng chợ đó quý vị. Lâm đang đi
khu vực mà xung quanh cái nhà lồng chợ. Chị ở đây mình bán được không chị? Ông nhìn thấy là ông biết rồi đó. Vậy đúng không? Đây là khu vực ở phía mà bán quần áo, giày dép. Giày dép, quần áo, dép thái luôn. Dép thái luôn hả anh? Đây nè, đây nè. Thái luôn. Được rồi, hết rồi đó. Em làm khu vực chợ hết rồi. Anh cái này bán leo que thôi. Que quá anh. Anh không cho quay mặt đâu đâu. Quay nha. Cười cái đi anh ơi, cười. Tôi làm được chi não. Quay mấy cái này nó bắt chết rồi. Rồi, cảm ơn. Dạ dạ đúng rồi. Anh này em bán ở cái lô số 2 nè. À, cô bác. Đây. Phải lô 2 không? Rồi, thôi chị nghĩ nó. Đi rồi. À đó là khu vực gửi xe đó quý vị. À, còn đó là hồi nãy Lâm có giới thiệu đó là bến tàu đó quý vị. Còn phía trước mặt quý vị mà cái cao cao đó đó là cống sông Kiên của thành phố Rạch Giá vừa hoàn thành năm vừa cuối năm rồi đó quý vị, 2016. À, sau đây mời quý vị đi hết cái khu vực chợ này luôn nhé quý vị. Cá lóc là ngon cái này quý vị. Dạ. Cá lóc lươn cũng được. Dạ.
lương thì cũng khỏi nói. Lương ngon, lương ngon cái này là rồi. Đây là khu vực nhà lòng chợ, ở phía trong thì có các cô bác bán các loại thức ăn, nước uống phục vụ cho các anh chị, cô bác, cô chú nào mà có muốn ăn, ăn sáng. Cô không? Cái này sáng cô bán được không? Dạ. Bán trong đây được không? Được. À được hả? Bán dạ. Em thì được. Dạ. Nhỏ tới lớn luôn hả? Dưới mấy biển này nè. Dạ. Bây giờ bị đuổi nhà. Tôi chung cây này đi làm chương trình hộ. À dạ không. Nói chung là kiếm tiền. Thứ hai nữa là cho nó cũng dùng giờ tiên này nó. Thứ ba nữa là kết thúc luôn, chết. Cô ơi, giống ở nước ngoài về đẹp quá, quay phim nhiều sao lên truyền hình nhất không, cái này lên toàn cầu lên coi chứ không phải lên truyền hình đâu. Dạ. Dạ, truyền hình thì còn ở hạn chế ở khu vực, chứ còn cái này là ở hải ngoại người ta coi nhiều. Dạ. Dạ. Ê, mày quay phim của tao đẹp đẹp có ông nào hải ngoại rước tao coi. Có, từ từ rồi có kết quả coi. Rồi con cảm ơn con. Rồi. Đây là khu chợ mới hình thành sau khoảng 4-5 năm thôi, là giờ cái chợ Bầu Bia là từ ngã tư quốc tế. Một chút nữa Lâm sẽ đi lại cái khu vực chợ cũ mà trước đây gọi là chợ Bầu Bia, để mà quý vị cùng xem lại cái quan cảnh trước đây của chợ Bầu Bia thì như thế nào nhé. Thank you.
Rồi mời quý vị cùng với Lâm đi qua cái chỗ ngã tư quốc tế hay là gọi là chợ Mộ Bia cũ. Kính thưa quý vị, nãy chúng ta có thấy cái khu Tây Bắc đó, thì khu Tây Bắc bên quẹo trái đó, thì qua chợ Vĩnh Thanh 2 hay còn gọi là chợ Mộ Bia mới, thì từ đó thì chúng ta chạy xuống đây và đi một chút đó, thì sẽ tới ngã tư quốc tế hay còn gọi và sẽ gặp là chợ Mộ Bia cũ. Thì mời quý vị cùng Lâm qua tham quan cái chợ Mộ Bia cũ thì hiện giờ nó thay đổi như thế nào nha quý vị. Mời mọi người cùng với Lâm tham quan. Đây là quang cảnh của các bác đi mà mua đồ rồi đi về nhà nè. Đây nè quý vị, trước mặt chúng ta gọi là ngã tư quốc tế trước đây, hay còn gọi là khu vực chợ Mộ Bia cũ. Con hình dung được cái chỗ đó. Ở đây là khu vực chợ Mộ Bia cũ nè quý vị. Vậy là chợ Mộ Bia là cũ là từ đây tới đoạn đó luôn không chú? Ngay à, cái tới cuối cột đèn chót là chợ Mộ Bia cũ. À chợ Mộ Bia cũ. Dạ. Rồi con cảm ơn chú. Ở đây là cái khu vực chợ Mộ Bia cũ từ đây tới cuối đường đó quý vị. Tới đầu đường này, đầu cái lộ này không chú? Tới đầu lộ này không, Mộ Bia. Dạ. Đâu lại đây phòng trắng bắt này đi. Cảm ơn bác. Phòng vắng chú đi. Phòng chú ở đây xưa giờ hả? Ở đây sáng giờ luôn á. Mộ Bia là ngày xưa là từ đây. Mộ Bia ngã tư Mộ Bia đây nè. Ngã tư đây nè, ngã tư đó. À là từ đây nè, từ đó ngã tư đó. À. Nước tương đó. Dạ. Dạ. Ngày xưa là bán nhiều đồ không chú? Bán nhiều đồ, bán hai bên lộ này chứ. À vậy hả? Là cái đoạn đó, như bác ấy nói luôn. Tại con cái chân ở đây con biết cái khu Mộ Bia là đoạn này mà con biết là nó hết đoạn này không? Dạ. Con chạy qua cái ngã tư quốc tế. Đó đây nè. Đây nè. Đây là trong cái Mộ Bia là ngã tư quốc tế luôn. Dạ không, nhưng mà cái chính xác cái ngã tư thì nó chạy vô chút nữa. Thì không, thì nó đây là ngã tư quốc tế ngày xưa. À ngã tư quốc tế luôn à. Dạ. Đây là cái đường trong này là Mộ Bia. Dạ. Vậy là đường Nguyễn Văn Kiến bây giờ. À, đúng rồi. Dạ dạ dạ. Ở đây thì theo nhiều bác thì xác định thì đây là ngã tư quốc tế. Dạ. Còn ngày xưa có cái tên nào khác nữa không bác? Ngày xưa
bay quốc tế đó. Dạ. Rồi, đó. Dạ. Một mẫu bia. Đây, bác này. Cái đường Nguyễn Nhân Kiến bây giờ thì trước đây gọi là đường Mậu Bia đó quý vị. Nhiều bác thì khẳng định cái đây là ngã tư quốc tế, còn bác đầu tiên thì khẳng định thì phải đi vô đây một chút mới gọi là ngã tư quốc tế này quý vị. Đây, ở đây ngay cái đài khí tượng thủy văn của tỉnh thì nhiều bác, một bác thì khẳng định đây là ngã tư quốc tế, thì cái này thì nhờ các cô chú nào có thì comment giùm Lâm để mà Lâm biết được đúng hơn, chính xác hơn nha quý vị. Còn đường Nguyễn Nhân Kiến hiện tại trước đây là đường Mậu Bia đó quý vị. Thì đường Nguyễn Nhân Kiến thì đi vô trường Nguyễn Dung Trực, trường hiện giờ là trường cấp 3 Nguyễn Dung Trực. Rồi xin cảm ơn quý vị, hẹn gặp lại ở các video tiếp theo.